Đời sống của người dân được nâng cao, xe ô tô đang dần trở thành phương tiện phổ biến thường ngày ở phố thị và cả khu vực nông thôn. Vâng, vậy nhưng bên cạnh việc tham gia giao thông đúng luật thì ý thức của người cầm lái khi chọn nơi đậu xe thế nào cho phù hợp cũng rất cần thiết, nhất là ở khu vực đô thị. Mỗi buổi sáng sớm, thời điểm người dân bắt đầu đi làm, thì đầu đường Lương Thế Vinh nối với đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh liên tục ùn tắc vì xe ô tô đậu kín cả hai bên đường để vô tư ăn sáng, thưởng thức cà phê như thế này. Do ý thức của người sử dụng phương tiện, cái đó rất khó nói, bởi vì cái người ta nó rửa thì mình nói có khí người ta ý thức được thì người ta, nhưng mà mình ý thức nói nhiều thứ rơi. Từ đường Lê Hồng Phong rẽ vào đường Văn Đức Giai, phường Hưng Bình, gần như bị bịt hết lối đi mỗi ngày do xe ô tô đậu sát cả hai bên phải trái của tuyến đường. Khó lưu thông, ách tắc cục bộ liên tục, nên người dân sinh sống ở đây rất nhiều lần có ý kiến. Nhưng việc đậu xe ô tô chiếm chỗ đi vẫn ngày một nhiều thêm. Nói chung là phải đổ xe cho thế nào cho người đi qua lại hoặc còn dề nữa. Bởi em thì lưu thông qua đây thường xuyên, khi nào cũng thấy rất là vướng mắc ấy ạ. Mà cũng nguy hiểm, nếu mà không quan sát kỹ thì cũng gây nguy hiểm cho người đi lại. Trên nhiều tuyến đường của thành phố Vinh, không khó để bắt gặp những tấm biển của người dân có nhà mặt phố xin không đậu xe trước cổng ra vào như thế này. Cắm biển không cho đậu xe trên lòng đường, trên hè phố là chưa đúng. Nhưng đây là cách làm bất đắc dĩ người dân phải làm. Bởi bản thân họ đã nhiều lần không thể ra vào nhà của chính mình do xe ô tô đậu chắn ngang lối đi. Kể cả đi xe đạp mình nên có ý thức cũng phải đi xe ô tô. Con không nhớ không? Cái thứ nhất là trước cửa ngõ không đứng, hai trước cổng là đứng đầu trước là vừa là mất văn minh đô thị, vừa là coi như mà gây mất tình cảm, là coi như lộn xộn gì chôm chóm. Chủ yếu buổi sáng làm về đánh xe ra thì họ đầu thì như lúc cũng bực thật, nhưng mà họ đúng đầu đường nhận được thì cái nào tách được họ, nhưng mà nếu mình trường hợp lái xe thì mình nên nhìn để ý một tí thì hay hết. Chứ vấn đề gì cả, đầu họ còn việc một chút thôi, đầu thôi nhanh thì được, đầu cả ngày cả buổi thì cũng hơi đau đâu. Mình phải bỏ cái biển là vui lòng không đầu xe trước cửa nhà, lý do là vì là kiểu họ không biết, kể có cả cửa nhưng mà họ vẫn cứ để xe nữa thì mình bắt buộc mình phải để biển thôi. Đường là đường của nhà nước, nhưng mà khi xe trong nhà mình ra là không có chỗ ra, nói chung là rất là bất tiện nhiều việc. Xe có bữa là kêu mãi mà họ có cất xe cho mà. Con cái là chầm đi làm suốt à. Ức chế, nhưng có những người phản ứng khá lịch sự khi bị xe ô tô đỗ chèn ngõ như thế này. Nhưng cũng không ít trường hợp lại phản ứng gay gắt đến mức cực đoan như đập phá xe, bôi bẩn, xịt sơn, chọc thủng lốp hay kẻ viết những câu tục tĩu lên những chiếc xe đậu chắn lối đi, đứng trước nơi buôn bán. Cái việc mà xịt sơn lên xe đó là hành động thiếu văn hóa, phá hoại tài sản của người khác. Năm 2023, tỉnh Nghệ An đứng thứ 3 cả nước, chỉ xếp sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về mua sắm xe ô tô cá nhân. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, người dân Nghệ An tiếp tục đứng top đầu khi đã mua thêm gần 5.000 xe ô tô các loại, nâng tổng số xe ô tô đến thời điểm hiện nay lên 178.000 xe. Xe ô tô cá nhân tăng nhanh thì một vấn đề nảy sinh, đó là quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông đô thị từ lâu thiếu tính chiến lược, không đồng bộ. Cùng với đó, ý thức tham gia giao thông của nhiều người chưa tốt. Bởi vậy, trên các tuyến đường nội thị, việc dừng đậu xe ô tô gần như diễn ra tự phát, mất mỹ quan, thậm chí gây mất an ninh trật tự do phản ứng của những người bị ảnh hưởng. Hiện tại bây giờ là vỉa hè của mình là gần như là chủ đủ xe không có, mà đầu dưới lòng đường thì là công an lại bắt. Nhưng bây giờ mà kiểu đào điều kiện làm được cũng có vỉa hè để cho dân đậu xe thì mình thấy là với cái chi phí đấy nó đáng bao nhiêu ạ. Còn lại nữa là người dân đỡ khổ đi tìm chỗ đậu ấy. Hiện nay thì cái hạ tầng giao thông vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Trong lúc đó thì cái phương tiện, đặc biệt là đối với ô tô cá nhân, là ngày một nhiều thêm. Vì vậy là việc đậu xe, chọn nơi đậu xe như thế nào đó là rất cần những người tham gia giao thông, những người lái xe là chọn nơi đậu đúng, vừa văn minh, không ảnh hưởng đến buôn bán và đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông của địa bàn.